thưa quý vị Tết âm lịch luôn là dịp có lượng hành khách đi lại cao nhất của sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều năm qua thì sân bay lớn nhất phía Nam này luôn bị quá tải vào dịp Tết cả trong lẫn ngoài sân bay. Đặc biệt là những ngày trước Tết. Trong khi năm nay thì dự báo tình trạng quá tải sẽ được kéo giảm khi nhiều giải pháp hạ tầng lẫn việc tổ chức hoạt động dịch vụ mặt đất và giao thông ngoài sân bay đã được các đơn vị chức năng triển khai. Sân bay tân sơn nhất những ngày này, gà trong nước, gà quốc tế đều đông. Nếu gà đi chen chút người thì gà đến càng quá tải. Lượng người dân rời khỏi thành phố về quê đón Tết đi du lịch hoặc đi lại làm việc cuối năm tăng từng ngày. Cùng với đó, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam dịp năm mới và đặc biệt là lượng kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê ăn Tết cũng tăng rất mạnh. Khu vực ngoài cổng sân bay, các tuyến đường ra vào sân bay cũng phần nào được đảm bảo lưu thông thuận lợi khi có sự phối hợp điều tiết, phân luồng, xử lý trật tự giao thông của sân bay, cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng chức năng. Đối với sân bay tầng Nhất thì hàng ngày như vậy có bao nhiêu chuyến bay, đưa hành khách bay là nhiều những chuyến nào và khu vực bên trong của anh là sẽ phối hợp thì sao và khu vực bên ngoài thế nào thì chúng tôi sẽ dựng cơ chế phối hợp nhuận nhuyễn giữa cảnh sát thông với các đơn vị chủ quản. Cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch 2019 tại sân bay Tân Sơn Nhất là từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2, tức từ 15 tháng Chạp đến ngày rằm tháng Giêng. Tần suất chuyến bay dự kiến sẽ tăng từ 8 đến 10% so với cùng kỳ năm trước. Lượng người và phương tiện đổ về sân bay cũng tăng dần. Quá tải tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là điều khó tránh khỏi trong dịp cao điểm Tết. Để phần nào giảm bớt sự quá tải, hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và thời gian của mọi người, các đơn vị chức năng khuyến cáo người dân không nên tổ chức đoàn đưa đón thương nhân đông người chủ động lựa chọn những lộ trình khung giờ đi lại phù hợp khác để hạn chế lưu thông qua khu vực sân bay trong những ngày này